Thế chung chấm VN xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta quay lại với bài 13 của sách giáo trình xuất khẩu lao động với chủ đề mua sắm. Chúng ta cùng đọc phần từ vựng. Tôm xị, đồ đạc, hàng hóa. Mãi, mua. Mãi, bán. Chia cửa, giá. Quê, đắt. Phía nhí, rẻ. Chén sỏ, giảm bớt. Tả chứa, giảm giá. Chia cửa, giá cả. Chưa cỡ, cái này. Na cỡ, cái kia. Nả cỡ, cái nào. Chín, cân. Than than, xem. Sư sư, thử. Chư liang, chất lượng. Tua sảo chén, bao nhiêu tiền. Xoan trọng, thanh toán. Xoa khả, quẹt thẻ. Lính chén, tiền lẻ. Phá phiêu, hóa đơn. Tiếp theo chúng ta cùng đọc hội thoại. Hội thoại thứ nhất. Nǐ hǎo, zhè lǐ yǒu mèi yǒu mài pǐ jiǔ? Chào bạn, ở đây có bán bia không? Yǒu, có. Nǐ xiǎng mài shěmèi yāng de? Bạn muốn mua loại nào? 我想买一盒 Heineken 啤酒. Tôi muốn mua một thùng Heineken. 一共多少钱? Tổng cộng bao nhiêu tiền? 一共120块. Tổng cộng 120 đồng. 太贵了. Đắt quá. 我平常买一桶 110块. Có thể trả giá mà. Bình thường tôi mua có 110 đồng một thùng, có thể giảm giá không? Bù, chưa sư phải trả lần. Không được, đây là giá niêm yết rồi. Hào lần, được rồi. Kế ổ phụ khoản, thanh toán cho tôi. Ổ yào y trang phá phiệu, tôi muốn một tờ hóa đơn nữa. Hào bà, nghĩ đợi ý xa. Được, bạn chờ tôi một chút. Chúng ta đến với loại số 2. Nǐ xiǎng mài shěmè? Bạn muốn mua gì? 我要买3公斤苹果. Tôi muốn mua 3 cân táo. 那种10块1公斤. Loại đó 10 đồng một cân. Nǐ hǎi xiǎng mài shěmè? Bạn còn muốn mua cái gì không? 请问这个多少钱? Xin hỏi cái này bao nhiêu tiền? 这件衣服是100块. Bộ quần áo này là 100 đồng. 这件衣服可以打几折. Bộ quần áo này có thể giảm bao nhiêu? 可以打九折. Có thể giảm 10%. 我可以试试吗? Tôi có thể thử không? 可以. Được. 你去试一试吧. Bạn đi thử qua đi. 我要一张发票. Tôi muốn một tờ hóa đơn. Tiếp theo đến các mẫu câu. 这个那个多少钱? Cái này, cái kia, bao nhiêu tiền? 可以打折吗? Có thể giảm giá được không? 我想买. Tôi muốn mua. 我可以试试吗? Tôi có thể thử không? 一共多少钱? Tổng cộng bao nhiêu tiền? 我想付钱, kế ủa y trang phá phiệu. Tôi muốn thanh toán, cho tôi xin một tờ hóa đơn. Chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung bài số 13 của sách giáo trình xuất khẩu lao động. Nếu các bạn muốn có đầy đủ về khóa học xuất khẩu lao động, các bạn có thể truy cập vào trang web tiengchung.vn vào mục chat với chúng tôi để nhân viên bên mình có thể tư vấn, hoặc có thể gọi tới số hotline 0944004400 để được tư vấn nhanh nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào các bài sau. Zài jiàn.